Chiều qua ngày 1 tháng 11 tại Bệnh viện Bạch Mai, cô bé Mông Hoàng Thảo Ngọc, nạn nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ đã được xuất viện sau 50 ngày điều trị tại đây. Sức khỏe của em đã hồi phục một cách kỳ diệu. Em Mông Hoàng Thảo Ngọc được đội cứu hộ tìm thấy sau 1 giờ đồng hồ khi cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra và vùi lấp thôn Làng Nủ. Em được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, bị sặc bùn đất trong phổi, đa chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã rửa phổi, dạ dày, đại tràng bệnh nhi để loại bỏ đất đá. Sau gần 50 ngày điều trị, hội chẩn cùng các chuyên gia Nhật, Pháp và hội chẩn liên viện, bé Ngọc đã đi lại được, tiếp xúc tốt, thở khí phòng. Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và biểu hiện lâm sàng cho thấy bệnh nhân đã phục hồi tốt. Toàn bộ chi phí của em đã được các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chi trả gần 600 triệu đồng.